Tất cả các em, các thành viên của ông thi viên chức giáo dục tỉnh Bắc Giang, xin mời các em đang ở trên lớp chúng ta cùng vào mạng phòng lớp để chúng ta trao đổi các nội dung ôn tập của kỳ thi viên chức giáo dục năm 2020 của tỉnh Bắc Giang. Thì buổi học trước thầy đã hướng dẫn cho em các từ khóa của luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019 từ điều 1 đến điều 19, và thầy cũng trao đổi chúng ta học xong từ khóa thì chúng ta của các chương này chúng ta sẽ có bài tập trắc nghiệm của chúng ta làm bài luôn các em nhé, để chúng ta nhớ các từ khóa. Thì sáng nay thầy đã gửi bộ đề, toàn bộ bộ đề của luật viên chức 2010 sửa đổi 2019 lớp cho chúng ta, và tối nay thì thầy sẽ hướng dẫn giải đáp ở các cái câu hỏi của chương 1, chương 2 mà nằm từ điều 1 đến điều 19 các em nhé. Thì các em có thể làm rồi thì chúng ta đối chiếu luôn với kết quả, còn trường hợp các em chưa làm thì chúng ta cũng đi lại đối chiếu và chúng ta nghe lại sau khi thầy giảng xong giải đáp bộ đề các em nhé. Thì quy trình chúng ta cứ học xong các cái chương từ khóa thì chúng ta sẽ có làm bộ đề thực hành áp dụng luôn các em nhé. Đây là bộ đề để chúng ta nhớ các cái từ khóa rất là quan trọng. Ở câu hỏi số 1 thì chúng ta thấy họ đưa ra là đâu là phạm vi điều chỉnh của luật viên chức 2010, thì các em thấy rõ ràng chúng ta phải đáp án là D các em nhé. Thì liên quan đến đầy đủ quy định về viên chức, quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, thì câu 1 các em chọn thầy là D. Ở câu hỏi số 2, người ta hỏi theo quy định luật viên chức 2010 thế nào là viên chức, thì chúng ta thấy nó nằm ở điều 2, các em thấy về từ khóa là công dân Việt Nam đúng không, được tuyển dụng. Thì chúng ta thấy với từ khóa này chúng ta thấy là công dân Việt Nam ra loại được C rồi, nó thiếu đúng không. Thế còn được tuyển dụng theo vị trí việc làm thì chúng ta thấy là cái D này nó thiếu đúng không, là thiếu được tuyển dụng theo vị trí làm. Còn cái A nó được xét tuyển không đúng, mà thấy rất là rõ như vậy. Cho nên chỉ có C là án B là bán đúng thôi các em nhá. Thì câu hỏi số 2 này chúng ta chọn là B các em nhá, vì lý do như vậy. Chúng ta nhớ từ khóa công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm đúng không ạ, thấy rất là rõ các em nhá. Thì chúng ta loại được A, C, D mà chúng ta chọn là B, câu hỏi số 2. Tiếp theo câu hỏi số 3, về câu hỏi số 3 theo đoạn viên chức 2010 viên chức quản lý là gì, chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 3 thì chúng ta thấy rất rõ từ khóa là chúng ta thấy là viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn đúng không ạ, rồi chịu trách nhiệm về điều hành tổ chức đúng không ạ, đấy, nhưng không phải là công chức mà được hưởng phụ cấp quản lý. Thì chúng ta thấy rõ ràng thì chỉ có D là thỏa mãn các từ khóa đó. Thế còn chúng ta thấy là cái A thì chúng ta thấy nó thiếu về cái chữ điều hành, chịu trách nhiệm về điều hành, ta thấy không có, chỉ có tổ chức thôi đúng không ạ. Thế còn cái B thì chúng ta thấy là nó thiếu cái đoạn là gì, được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý, cái liên quan về cái về thực hiện đúng không ạ, một số công việc đơn thiếu từ đơn vị sự nghiệp công lập ấy, ta thấy rất là rõ đúng không ạ. Vâng, thì chúng ta thấy có thời hạn chịu trách nhiệm đúng không ạ. Rồi cái C cũng vậy, thì chúng ta thấy là liên quan đến được bổ nhiệm chức vụ quản lý có hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, thực hiện một số những thiếu về trong đơn vị sự nghiệp công lập đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là chỉ có D là đủ liên quan đến bổ nhiệm chức vụ quản lý có hạn, rồi chịu trách nhiệm về điều hành đúng không ạ, tổ chức điều hành, rồi liên quan đến trong đơn vị sự công lập được chưa ạ. Thì chúng ta thấy câu hỏi số 3 này chúng ta thấy là chúng ta chọn là D các em nhá. Tiếp theo câu hỏi số 4 để ta đối chiếu với luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Thì câu hỏi số 4 vẫn là khái niệm về viên chức quản lý mà nằm trong luật viên chức sửa đổi 2019, thì thấy nó sự khác biệt rất là rõ. Với 2019 thì họ bỏ cái cụm từ là gì, nhưng không phải là công chức các em nhá. Thế còn với 2010 có từ nhưng không phải là công chức. Người ta biết từ 1/7/20 này thì chúng ta thấy là với trước đây có một người là công chức ở đơn vị sự nghiệp công lập, đó là người đứng đầu, ví dụ các trường chính là hiệu trưởng, nhưng bây giờ thì từ 1/7 này thì hiệu trưởng cũng là viên chức quản lý. Thì thấy là bỏ cụm từ không phải nhưng không phải là công chức, thì thấy là án đầy đủ câu 4 này là A nhá, A mới là chính xác. Thế còn nó thấy những cái câu hạn B, C, D nó có còn cụm từ nhưng không phải là công chức, thì nó thấy câu 4 là A, là lý do như vậy. Câu hỏi số 5, đạo đức nghề nghiệp là gì, thì chúng ta lấy từ khóa đây nó phải là chuẩn mực về nhận thức và hành vi. Thì với từ khóa này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái D loại rồi, nó chỉ chuẩn mực về nhận thức thôi đúng không. Tiếp theo từ khóa thứ hai là liên quan đến trong lĩnh vực nghề nghiệp do cơ quan tổ chức, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái A nó thiếu lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, thế còn cái B thì nó thiếu từ cơ quan, đấy, đầy đủ nó phải là cơ quan tổ chức em nhé. Thì như vậy là câu 5 là C, câu 5 là C.
Tiếp theo hỏi số 6, quy tắc ứng xử thì chúng ta thấy là từ khóa đây chúng ta nhớ phải là chuẩn mực xử sự, đúng không ạ? Rồi liên quan trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, đúng không ạ? Rồi được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cái A nó thiếu, đúng không? Được công khai chấp hành. Thế còn cái C nó chỉ nhân dân giám sát, thiếu từ chấp hành. Tương tự cái D thiếu từ chấp hành, nó phải đầy đủ và được công khai để nhân dân giám sát được chấp hành. Như vậy câu 6 là B em nhá. Tiếp theo hỏi số 7, tuyển dụng là gì? Thì chúng ta thấy rồi, chúng ta phải chọn đáp án ở đây là A, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là liên quan từ khóa lựa chọn người có phẩm chất, đúng không ạ? Trình độ và năng lực thì chúng ta thấy cái D loại rồi, đúng không? Tuyển chọn người có năng lực là sai. Thế còn về sau là trong đơn vị sự công lập thì chúng ta thấy là cái C nó thiếu rồi, đúng không? Thế còn cái B thì chúng ta thấy là tại các đơn vị công lập nó đúng, phải là trong các đơn vị công lập, thì câu 7 là A các em nhá. Tiếp theo ở số 8 về hợp đồng làm việc, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy đáp án để ta chọn đây phải là C. Vì từ khóa thế rồi nói phải giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức, thì cái A thấy là gì? Giữa viên chức với người đứng đầu là loại rồi. Nên nữa ta xem xét ở cái 5 cái nội dung sau, đó là về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên, thì chúng ta thấy rồi cái B đúng không, nó thiếu từ chế độ đãi ngộ loại luôn. Còn cái D thì nó thiếu gì? Quyền nghĩa vụ mỗi bên thì loại. Như vậy chỉ có C là nó đầy đủ, câu 8 là C là lý do đó các em nhá. Đó thì chúng ta phải có những căn cứ như vậy các em nhá. Tiếp theo hỏi số 9, theo luật viên chức 2010 đâu là hoạt động nghề nghiệp của viên chức, thì chúng ta thấy là ở điều 4 ấy, chúng ta thấy từ khóa đây là thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, thì chúng ta thấy nhìn đó thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta sẽ loại được cái gì? Công việc hoặc nhiệm vụ, như cái C nó thừa chức được giao, loại luôn, đúng không? C đúng không? Là được giao. Tiếp theo chúng ta thấy là cái vế đằng sau nữa là liên quan theo quy định của luật này và quy định khác của luật liên quan, thì chúng ta thấy là cái D loại rồi, cái A cũng loại, đúng không? Nó thiếu từ đoạn mà gì các định khác của pháp luật có liên quan, thì nó thấy là câu 9 là chúng ta thấy chọn là B là chính xác. Tiếp theo hỏi số 10, người ta hỏi là có mấy nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức, thì các em nhớ là ở điều 5 rồi đấy, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức, thì chúng ta thấy đáp án chúng ta phải chọn là D, 4 nguyên tắc, công thức là 3T cộng 1C. T thứ nhất là tôi tuân thủ pháp luật, T thứ hai là tận tụy quân dân, T thứ ba là gì, tuân thủ quy trình, và C là chịu sự thanh tra kiểm tra. Đấy thì em thấy là câu 10 này chúng ta phải chọn là D là lý do đó em nhá. Đấy thì chúng ta học thì chúng ta phải biết lý do để chọn cái đáp án, đúng không ạ? Ở câu hỏi số 10 này chúng ta phải chọn là D là lý do đó. Ở câu hỏi số 11 nó hỏi đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức, thì các em phải chọn thầy là B. Chúng ta nhớ công thức 3T cộng 1C đấy, thì chúng ta thấy là cái A loại rồi vì là án là B, thì chúng ta thấy công từ khóa chúng ta thì A loại luôn. Thế còn cái C ta xem xét nó phải đúng từ khóa là tận tụy, đây là tận tình thì loại rồi, như vậy chỉ có B thôi đó, chính xác các em nhé. Đấy là cách để chúng ta trả lời, thì chúng thấy 11 là B là lý do đó. Ở câu hỏi 12, đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp viên chức, thì chúng thấy nhớ công thức 3T và 1C, thì thấy là A tuân thủ quy trình ok rồi, C án B là chịu sự thanh tra ok rồi, nguyên tắc TC. Còn là phương án C bảo đảm quyền thì thấy là nó chữ B không nằm trong từ khóa, vì chúng ta là 3T và 1C cơ mà, thì là C loại, đúng không? Như vậy phương án ở đây là D, cả A và B đều đúng là chính xác các em nhé. Tiếp theo ở câu hỏi số 13, theo luật viên chức 10 có mấy nguyên tắc quản lý viên chức, chúng ta căn cứ điều 6 cho thấy là có 4 đúng không ạ? Chọn là C, công thức là 2B cộng VT đấy các em nhá. Thì chúng ta thấy là 13 chọn là C. Tiếp theo là 14, đâu là nguyên tắc quản lý viên chức, chúng ta nhớ công thức rồi, 2B cộng VT, thì các em thấy ở đây là gì? A có V việc tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức rồi, B là thực hiện bình đẳng giới, VT ok, còn C là tận tụy phục vụ dân, thì thấy nó này không phải là nguyên tắc quản lý viên chức mà là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp ở điều 5. Thì rõ ràng là câu 14 chúng ta phải chọn là D, cả A và B đều đúng là đúng, được chưa? Tiếp theo ở câu 15, ở vị trí việc làm là gì, chúng ta căn cứ khoản 1 của điều 7 thì chúng ta thấy là từ khóa là công việc hoặc nhiệm vụ, đúng không? Gắn với chức danh, chúng ta thấy cần từ khóa đó thấy là cái B nó chỉ từ công việc, cái C từ công việc, nó thiếu từ hoặc nhiệm vụ này, cái D cũng vậy, đúng không? Thì chúng ta thấy chưa cần xem xét cái đoạn đằng sau là tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, thì cần từ khóa là gì? Công việc hoặc nhiệm vụ thôi, là ta loại được cả B, C, D, và chúng ta thấy câu 15 này các em chọn thầy là A là chính xác rồi, đúng không ạ? Tiếp theo ở câu hỏi số 16, cơ quan nào quy định về nguyên tắc phương pháp làm này, thì ta nhớ căn cứ vào luật là khoản 2 điều 7,
Còn không thì công thức mà thầy đã tổng kết cho các em rồi, 95% trong câu hỏi cơ trong luật viên chức hay là 10 và sửa đổi 2019, cơ quan nào quy định, chúng ta nhớ chọn án là chính phủ, thì 16 là chúng ta chọn là A nhá. Câu hỏi 17 thì đây là dạng hỏi đảo lại cho câu hỏi số 16 thôi. À, chính phủ quy định nội dung nào dưới đây? Chúng ta thấy ta phải nhớ 5 nội dung, mà từ đầu tiên là quy định về nguyên tắc trước, rồi đến phương pháp như thế nào, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đúng không ạ? Thì với nội dung đó nguyên tắc trước thì chúng ta thấy là A loại rồi, nó quy định phương pháp loại luôn. Còn cái B thì chúng ta thấy soi xem, đúng không ạ? Nguyên tắc, phương pháp gì làm rồi, thẩm quyền, nó thiếu từ trình tự, đúng không ạ? Thế còn thì cái B loại. Còn cái C thấy cũng có nguyên tắc rồi, phương pháp, trình tự rồi, thủ tục rồi, nhưng mà thiếu thẩm quyền thì loại như vậy. Chỉ có D là có đầy đủ, có nguyên tắc, phương pháp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Đấy, chúng ta thấy là D là chính xác, phải có 5 cái đó các em nhá. Tiếp theo khoảng 18, chức danh nghề nghiệp là gì? Căn cứ vào luật thì chúng ta thấy nó nằm ở khoản 1 của điều 8. Với từ khóa nhớ là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực, thì chúng ta thấy với từ khóa đó thì chúng ta thấy là cái C loại rồi, nó thể hiện trình độ phải chuyên môn nghiệp vụ đi. Cái C loại rồi, đúng không? Thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thế còn cái là cái C loại, còn B và D thì chúng ta thấy nó, chúng ta từ khóa tiếp là trong từng lĩnh vực nghề, khóa tiếp theo trong từng lĩnh vực nghề nghiệp thì chúng ta thấy là cái B, cái D đều thiếu, đúng không? Cái D thì là trong đơn vị sự động, nó không đúng. Ở đây nó phải trong từng những nghề nghiệp, thì từ khóa đó thấy chỉ có A là thỏa mãn, 18 là A là như vậy. Tiếp theo khoảng 19, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp? Đấy, đây chính là 5% còn lại, đúng không? Chúng ta nhớ về mã số chức danh gắn với bộ nội vụ chủ trì và các bộ cơ quan bộ liên quan, thì tôi thấy câu 19 các em phải chọn là D, cả A và B đều đúng, đúng không ạ? Câu hỏi số 20 về khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập, thì căn cứ vào khoản 1 của điều 9 đã thấy rất rõ về từ khóa là gì, các tổ chức chính trị xã hội, rồi quy định pháp luật, có tư cách tham nhân cung cấp dụng công phụ quản lý nhà nước, thì nó thấy rõ ràng rằng là cái A thì nó thấy nó thiếu từ tổ chức chính trị rồi, nó loại luôn. Còn cái C thấy là ở cái vế sau chúng ta thấy là có tư cách tham nhân cung cấp dụng công, họ thiếu phục vụ quản lý nhà nước, đúng không? Thì cái C loại như đó. Thế còn cái D thì chúng ta thấy nó có 3 từ khóa rồi, tư cách tham nhân cung cấp công phục vụ quản lý nhà nước rồi, nhưng nó thiếu cái từ gì, quy theo quy định của pháp luật đó, thì cái D loại. Thì đấy là chỉ có B là thỏa mãn các từ khóa thôi, thì 20 là B các em nhá. Tiếp theo câu hỏi 21, đối tượng nào sau đây là viên chức theo luật viên chức 2010, thì chúng thấy chúng ta chỉ chọn là D, giảng viên trường đại học thôi, đúng không? Thế còn cái A là cán bộ, còn B và C họ là công chức rồi nhá. Thì chúng ta thấy khái niệm ở điều 2 của luật viên chức 2010 nêu rõ công viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí Việt Nam làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không ạ? Theo làm việc theo chế độ làm việc đấy, hợp đồng làm việc, đúng không? Hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật. Thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy giảng viên ở làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập đấy, đúng không? Các trường đấy, thì chúng ta thấy là 21 là D. Tiếp theo là câu hỏi số 22, đúng không? Đối tượng nào sau đây thì chúng ta thấy với luật viên chức 2010 thì chúng ta chọn là gì, là A, đúng không? Là đúng, nhưng mà nếu mà câu hỏi đây họ sửa là gì, là 2019, thì đây phải cả A và B, thì vì 2019 bây giờ thì hiệu trưởng cũng là viên chức quản lý rồi, nhưng mà đây người ta hỏi anh chị ý là đây theo luật viên chức 2010 nhá, thì chúng ta thấy là A là đúng, được chưa, là như vậy. Tiếp theo câu hỏi 23, đối tượng nào sau đây là viên chức theo luật viên chức 10 thì thấy rồi. A, B thì chúng ta thấy họ là công chức. Thế còn cái C này, họ là viên chức. Chúng ta thấy y bác sĩ đấy cũng là viên chức, đúng không ạ? Làm việc đơn vị sự nghiệp công lập đấy, ở bệnh viện, thì thấy 23 là C. Tiếp theo 24 thì chúng ta thấy phải chọn là B, giáo viên tiểu học. A chủ là cán bộ, còn C thì bác sĩ bệnh viện tư, thì là đơn vị ngoài công lập rồi. Chúng ta thấy là 24 là B. Tiếp theo 25 thì thấy rồi, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thấy tất cả, thì thấy 25 là D. Tiếp theo khoảng 26, đối tượng nào sau đây là viên chức theo luật viên chức 2010 thì chúng ta thấy rồi, chức danh y tá đối với công lập là chính xác, thì 26 là A. Câu hỏi 27, người ta hỏi là chương 1 có tên là gì, thì chúng ta phải chọn là B, những quy định chung, thì cái A quyền nghĩa vụ viên chức nó nằm ở chương 2, còn cái C là tuyển dụng viên chức ở chương 3, còn cái D là khen thưởng xử lý vi phạm ở chương 5. Đây hỏi chương 1 thì chúng ta phải là B. Tiếp theo câu hỏi số 28, ở luật số 58 là có tên gọi luật là gì, thế là luật viên chức rồi em nhá, thì 28 là B em nhá. Câu hỏi 29, người ta hỏi là luật viên chức này được Quốc hội khóa mấy, họ được mấy thông qua, thì em nhớ kỳ họp khóa Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 8 thông qua, thì 29 phải là D. Tiếp theo câu hỏi 30, nó hỏi là luật viên chức này có bao nhiêu điều,
chúng ta nhớ là có 62 điều các em nhé. 30 chúng ta chọn là B. Tiếp theo ở 31 người ta hỏi là luật viên chức này có bao nhiêu chương thì em phải chọn là D, 6 chương. Đấy, chúng ta nhớ luật viên chức 2 là 10 có 6 chương và 62 điều. Tiếp theo ở câu hỏi số 32, chương 1 có bao nhiêu điều, chúng ta nhớ là có 10 điều đúng không ạ? Điều 1 thì nói về phạm vi điều chỉnh, điều 2 thì nói về khái niệm viên chức ấy. Điều 3 là giải thích từ ngữ, điều 4 là khái niệm về hoạt động nghề nghiệp, điều 5 là nguyên tắc của viên chức hoạt động nghề nghiệp, điều 6 là đấy là nguyên tắc quản lý viên chức, điều 7 là vị trí việc làm, điều 8 là chức danh nghề nghiệp, điều 9 là về đơn vị trung lập và điều 10 là các chính sách phát triển đơn vị trung lập. Thì thấy rõ ràng là 32 chúng ta chọn là C. Tiếp theo hỏi 33, người ta hỏi là chương 2 có tên là gì thì chúng ta phải chọn là C, quyền nghĩa vụ viên chức. Vì cái A điều khoản thi hành là chương 6, cái B quản lý viên chức là nằm ở chương 4 đúng không? Còn cái D tuyển dụng viên chức ở chương 3. Để hỏi chương 2 thì chúng ta phải chọn là C. Tiếp theo câu hỏi số 34 là chương 3 có tên là gì thì chương 3 em phải chọn là B, tuyển dụng sử dụng viên chức đúng không ạ? Thì A là ta thấy là điều khoản thi hành là chương 6, cái C là quản lý viên chức chương 4 và cái D khen thưởng vi phạm ở chương 5. 34 là B. Tiếp theo hỏi 35 thì chương 4 tên là gì, em nhớ cho anh thầy là D, chương 4 là quản lý viên chức em nhớ, thì 35 là D. Tiếp theo hỏi 36, chương 5 có tên là gì, em nhớ chương 5 phải chọn A là khen thưởng xử lý vi phạm. Đấy, vì B điều khoản thi hành chương 6 rồi, C quyền viên chức ở chương 2 rồi, D quyền chung ở chương 1 thì thấy 36 chọn là A. Tiếp theo hỏi 37 hỏi là chương 6 tên là gì thì em phải chọn thầy là D, điều khoản thi hành em nhớ, thì 37 chúng ta chọn là D. Tiếp theo hỏi 38 hỏi ngược lại những quy định chung chương mấy, nên nhớ là chương 1 chúng ta phải chọn là D, 38 là D. Tiếp theo hỏi 39 quyền nghĩa vụ viên chức ở chương mấy, nên nhớ chọn thầy là A, chương 2 em nhớ, thì A. Tiếp theo câu hỏi số 40 tuyển dụng sử dụng viên chức ở chương mấy, nhớ phải chọn là A, chương 3 được chưa ạ? Rồi tiếp theo ở câu hỏi 41 quản lý viên chức ở chương mấy thì các em phải chọn thấy là A, là chương 4 đúng không ạ? Còn 42 câu hỏi khen thưởng xử lý vi phạm chương mấy thì nhớ là chọn là D, chương 5. Rồi câu hỏi số 43 đúng không ạ? Điều khoản thi hành ở chương mấy nên nhớ chọn là A, chương 6. Đấy chúng ta nhớ là chương 1 là những quy định chung, chương 2 là quyền nghĩa vụ viên chức, chương 3 là tuyển dụng sử dụng viên chức, chương 4 là quản lý viên chức, chương 5 là khen thưởng xử lý vi phạm và chương 6 là điều khoản thi hành đúng không ạ? Đấy rất là dễ như vậy. Câu hỏi 44 đúng không ạ? Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp viên chức thể hiện điều 5 thì gồm mấy khoản? Thì em phải chọn là B. Người ta hỏi mấy khoản hay là mấy nguyên tắc thì đều trả lời 4 đúng không ạ? 44 là chúng ta chọn là B. Đấy, 4 khoản tương đương 4 nguyên tắc công thức là 3T của 1C đấy các em nhá. 44 là B. Tiếp theo câu hỏi 45, người ta hỏi là các nguyên tắc quản lý viên chức ở điều 6 và viên chức 10 gồm mấy khoản? Thì chúng ta phải chọn là C, chọn là 4. Đấy công thức chúng ta nhớ là 2B cộng VT đấy, thì 45 chọn là C. Các em rõ chưa? Vâng, câu hỏi số 46, vị trí việc làm thể hiện trong điều 7 này, là viên chức 20 gồm mấy khoản? Thì em phải chọn thành là D, 2 khoản đúng không ạ? Khoản 1 nói về khái niệm vị trí việc làm, khoản 2 nói về chính phủ là cơ quan quản lý quy định về nguyên tắc đấy, xác định vị trí việc làm các em nhá. Thì ta thấy rõ ràng là câu hỏi 46 là các em chọn là D, 2. Câu hỏi số 47, điều 8 chức danh nghề nghiệp gồm mấy khoản? Thì các em chọn thầy là A, là 2 các em nhá, 2 khoản. Đó, được chưa? 2 khoản. A là chức danh nghề nghiệp là gì đấy? Còn B thì chúng ta thấy liên quan đến thẩm quyền của Bộ Nội vụ chủ trì và các bộ liên quan đúng không? Về quy định chức danh mã số danh nghề nghiệp. 47 là A. Tiếp theo 48 hỏi điều 9, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây đúng không ạ? Thì gồm mấy khoản? Em nhớ là 4 khoản, được chưa? Rồi. Chúng ta nhớ được thì điều 7, điều 8 là có 2 khoản đúng không ạ? Điều 9, điều 10 có 4 khoản thì ta lấy điều 7 cộng điều 8 là ra điều 9 đúng không ạ? Rất dễ. Và tương đương ra điều 10, điều 10 có 4 khoản luôn em nhá. Tiếp theo hỏi 49 người ta hỏi là khoản 2 của điểm khoản 2 của điều 9 gồm mấy điểm đấy? Đây chính nói về hai đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ và chưa được giao quyền tự chủ thì đây có 2 điểm tương đương hai đơn vị lập thì 49 là A. Tiếp theo hỏi 50 về điều 10 đây. Chính sách phát triển đơn lập thì gồm mấy khoản? Như thầy nói rồi, lấy điều 7 cộng điều 8 là ra điều 9, điều 10. Điều 7, điều 8 có 2 khoản. Điều 9, điều 10 có 4 khoản. Thì thấy câu 50 này chúng ta chọn là B. Tiếp theo hỏi 51, người ta hỏi là chính sách phát triển đơn lập này thì tôi thấy là điều bao nhiêu? Thì em nhớ về gắn từ chính sách này là điều 10 là B em nhá. Tiếp theo câu hỏi 52, về đơn vị sự lập và cơ cấu tổ chức ở điều mấy? Thì em nhớ chọn thầy điều 9 là C. Tiếp theo hỏi 53, người ta hỏi là chức danh nghề nghiệp điều mấy, em nhớ chọn điều 8. Câu hỏi 53 tiếp theo và trùng hai câu thì chúng ta thấy là chúng ta vị trí việc làm nhớ là chọn là A, là điều 5, điều 57, điều 7 các em nhớ vị trí việc làm là điều 7. Câu 53 thứ hai là điều 7 về vị trí việc làm.
Câu hỏi 54, các nguyên tắc quản lý viên chức ở điều mấy? Nhớ điều 6, chọn là B. 54 là B. Tiếp theo của 55, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp ở điều mấy? Nhớ điều 5 thì chọn là D. Câu 55 là D. Tiếp theo câu hỏi 56, đúng không ạ? Liên quan hoạt động nghề nghiệp của viên chức thì ở điều 4 em chọn là D. Câu hỏi 56 là D. Tiếp theo ở 57 về phần giải thích từ ngữ thì nhớ là chọn là B ở điều 3. Câu hỏi 58 về khái niệm viên chức thì chúng ta nhớ chọn là C, điều 2. Tiếp theo hỏi 59, đúng không ạ? Thì phạm vi điều chỉnh ở điều mấy? Nhớ chọn là A, điều 1. Câu hỏi 60, viên chức là gì? Thì nó thấy rồi, với luật viên chức là 10. Chúng ta nhớ từ khóa là công dân Việt Nam, đúng không? Được tuyển định làm, rồi hưởng lương hưu lương lập, đúng không? Làm việc theo sự đồng làm việc. Thì chúng ta thấy A, B, C đều đầy đủ rồi. Thì nhớ câu hỏi 60, ta chọn là D. Tiếp theo hỏi 61, theo luật viên chức là 10, đơn vị sử dụng lập là gì? Chúng ta thấy là ở khoản 1 điều 9, chúng ta thấy từ khóa là do cơ quan thẩm quyền nhà nước, tổ chức chính trị, chính xã hội đấy. Rồi cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước và các công nhân. Chúng ta thấy là A, B, C là đúng rồi, nó chọn là D. Tiếp theo câu hỏi 62, người hỏi khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp viên chức? Thì chúng ta thấy nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức ở điều 5 với công tắc là gì? 3T cộng 1C thì thấy rồi. T đây tôi thấy là T tuân thủ đấy rồi, T tuận tụy rồi, tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy trình đều có rồi, tận tụy quá rồi. Thế còn cái C thì chúng ta thấy là không chịu sự giám sát, mà đúng của nó là phải dám chịu sự, đúng không? Thì ta thấy là cái C nó sai rồi, đúng không ạ? Thì C sai, cũng là phương án đúng, thì 62 là C. Tiếp theo câu hỏi 63, đấy, khẳng định là dưới đây không đúng với nguyên tắc quản lý viên chức. Nguyên tắc quản lý viên chức nằm ở điều 6, đúng không ạ? Công thức 2B cộng VT đấy. Thì các em thấy là ta soi B đầu tiên bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đúng rồi. Mà C, phương án C là bảo đảm quyền động, đúng rồi. Cái B là việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, đúng không? Là V, nhưng mà ta đọc là đây nội dung là trên cơ sở quan điểm lãnh đạo của đơn vị là không đúng, kia trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì mới là đúng. Tôi thấy là câu 6 này chọn án là B mới là chính xác, đúng không ạ? 63 là B. Tiếp theo câu hỏi 64, đây theo luật viên chức 2010 thì khái niệm khẳng định nào là sai so khái niệm viên chức quản lý với luật 2010? Thì tôi thấy là đáp án của nó phải là đúng, của nó phải là nhưng không phải là công chức. Cái phương án C này người ta chọn là phải là công chức thì là sai, sai này là phương án đúng em nhá. Đấy, còn các A là người được bổ nhiệm chức vụ quản lý rồi, trách nhiệm điều hành là đúng rồi, đúng không? Thì tôi thấy là hưởng một công quản lý là đúng rồi, thì 64 chọn là C. Tiếp theo câu hỏi 65 thì với 64 là luật viên chức 2010, thế còn 65 cũng khái niệm về viên chức quản lý, nhưng mà theo luật viên chức 2010 thì tôi thấy là cái phương án mà sai thì ở đây lại vẫn là C, nhưng mà là cụm từ là nhưng không phải công chức. Tôi thấy là với đội viên chức sửa đổi 2019 họ bỏ cụm từ đấy rồi, thì ta thấy là sai, thì 65 là C. Tiếp theo hỏi 66, rồi dưới đây khẳng định là sai, thì ta thấy là khái niệm về viên chức thì ở điều 2 đấy, thì ta thấy là đầu tiên viên chức phải là công dân Việt Nam, nhưng chúng ta thấy là gì, cái A này nó nói là không nhất thiết phải là công dân Việt Nam thì là sai rồi, 66 là A, được chưa? Tiếp theo câu hỏi 67, dưới đây khẳng định là sai về quy tắc ứng xử chuẩn mực của viên chức, thì nó nhớ là trong thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội rồi được công khai nhân dân giám sát và chấp hành là đúng rồi, nhưng mà nó sai là cái C là do hội nghị công nhân viên chức đơn vị ban hành là sai, là do cơ quan tổ chức có thẩm quyền ban hành mới là đúng, thì 67 là C. Tiếp theo câu hỏi 68, đúng không ạ, về quy tắc ứng xử thì nó thấy là án đây chúng ta phải chọn là B, chuẩn mực sử dụng viên chức trong thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội đấy, rồi liên quan đến cái việc mà được công khai để nhân dân giám sát chấp hành, chúng ta thấy 68 là chọn là B mới là đầy đủ, được chưa? 68 là B. Tiếp theo ở 69 về cơ chế tự chủ của đơn vị sừng công lập, thì chúng ta thấy là ở đây là chúng ta căn cứ vào điểm A của khoản 2 điều 9 ấy, thì chúng ta thấy về cơ chế tự chủ đây thì chúng ta thấy là gắn 4 từ là nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, nhân sự và tài chính, thì chúng ta thấy đáp án B là có đầy đủ với đó em nhá. Thì chúng ta thấy là 69 phải chọn là B, được chưa? Em nhớ nhá, 69 là B. Tiếp theo là 70, người ta hoàn thiện về cái nội dung về khái niệm đạo đức nghề nghiệp, thì chúng ta thấy là đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực về nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp là chính xác các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy 70 là A. Tiếp theo câu hỏi 71, đơn vị sử dụng lập bao gồm, thì như thầy dạy các em trong từ khóa rồi, hai từ khóa đó là giao quyền tự chủ và chưa được giao quyền tự chủ, thì ta thấy 71 là A là chính xác. Nhưng mà cái B thấy là có từ một phần, C một phần này là không đúng rồi, chúng ta cần chỉ nhớ là từ khóa là gì, được giao quyền tự chủ và chưa được giao quyền tự chủ em nhé, thì đáp án 71 là A. Tiếp theo là 72, về khái niệm về tuyển dụng thì thấy từ khóa là gì, tuyển dụng là lựa chọn người có phẩm chất, trình độ năng lực, ta nhớ từ khóa này rồi, thì ở đây chúng ta phải chọn là C, 72 là C.
Tiếp theo hỏi 73 thì chúng ta thấy về tìm bạn đúng để liên quan đến khái niệm về viên chức đấy. Chúng ta thấy đâm chấm này, ta thấy làm việc tại đơn vị sử dụng lao động phải theo gì? Theo chế độ hợp đồng làm việc, thì ta thấy rõ ràng câu hỏi 73 em phải chọn nó thầy là A nhá. Đó, được chưa? Tiếp theo câu hỏi 74, hỏi điều 9 của luật viên chức 10 được sửa đổi bổ sung tại khoản mấy của luật viên chức sửa đổi 2019? Thì chúng ta nhớ là ở khoản 3 các nhá, điều 74, câu hỏi 74 này ở điều 9 nó được sửa đổi thì ở khoản 3. Đấy, người ta hỏi sửa đổi khoản mấy, nhớ là khoản 3 thì 74 là C, được chưa? Tiếp theo hỏi 75, người ta hỏi về luật viên chức sửa đổi 2019 thì cơ quan nào quy định chi tiết tiêu chí phân loại, để ta thấy cứ cơ quan nào quy định, đúng không? Thì nhớ luật viên chức 2010 hay là sửa đổi 2019 chúng ta đều chọn là chính phủ, đúng không? 75 chúng ta chọn là B. Tiếp theo hỏi 76, đúng không ạ? Thì đâu không phải nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp viên chức, chúng ta thấy rồi. 3T cộng 1C thấy đây đầy đủ rồi, tuân thủ pháp luật, tận tụy, tuân thủ quy trình. Nó sai đây là chịu sự thanh tra kiểm tra về thu nhập cá nhân là không đúng, đúng không? Thanh tra khảo sát của tổ chức cá nhân, đúng không ạ? Thấy của thì thấy là đây là 76 là D mới là chính xác. Câu hỏi 77, đâu không phải là nguyên tắc quản lý viên chức, thì ta thấy rồi. Nguyên tắc quản lý viên chức là điều 6 đấy, đúng không ạ? Là 2B cộng VT. Thì thấy A, B bảo đảm lãnh đạo đúng rồi, C bảo đảm quyền lợi đúng rồi. V ta thấy là cái D này đoán D được tuyển dụng là đúng rồi. Nhưng mà cái C này nó là 2B cộng VT mà đây là án từ khóa là D thì là sai, đảm bảo, đúng không? Là loại rồi. Đọc kỹ ra tham gia của đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp thì cũng là sai. Thì 77 em thấy chọn là C mới là chính xác em nhá. Câu hỏi 78, câu hỏi cuối của chương 1 đấy, là theo quy định luật viên chức thì trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc, thì ra thấy rõ ràng là các em phải chọn thấy là B, đúng không ạ? Nguyên tắc quản lý thấy là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Cộng sản, thống nhất quản lý nhà nước. Thì 78 là B là chính xác. Về A thì chịu sự thanh tra là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp. Tương tự cái C, cái D cũng vậy, là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp, đúng không ạ? Thì thấy đây về nguyên tắc quản lý là chỉ thấy chỉ có B mới là chính xác thôi, 78 là B. Như vậy thầy đã trao đổi xong với các em, giải đáp cho các em các 78 câu hỏi liên quan chương 1 từ điều 1 đến điều 10 các em nhá. Bây giờ chúng ta đi làm bài tiếp ở chương 2 về quyền nghĩa vụ viên chức ở chương 2 đấy, từ điều 11 đến điều 19 các em nhá. Và chúng ta sẽ giải quyết giải đáp bộ đề của chương 1 chương 2 các em nhá. Vì vào trước thầy là hướng dẫn các em học từ khóa của chương 1 chương 2 từ điều 1 đến điều 19. Tiếp theo thì chúng ta thấy ở chương 2 đúng không ạ? Thì câu hỏi 1 người ta hỏi là chương 2 có bao nhiêu mục, thì em phải chọn thầy là C có 2 mục, đúng không ạ? Đó là mục 1 là quyền của viên chức quy định từ điều 11 đến điều 15. Thế còn mục 2 là chính là nghĩa vụ viên chức từ điều 16 đến điều 19, thì vậy câu 1 là chọn là C. Tiếp theo câu hỏi số 2, người ta hỏi chương 2 nghĩa là mục 1 của chương 2 gồm bao nhiêu điều, thì mục 1 chương 2 chính là quyền viên chức thì có 5 điều. Từ điều 11 đến điều 15 đấy, 5 điều. Thì câu 2 là B. Tiếp theo câu hỏi số 3, cái đoạn mục 2 của chương 2 có bao nhiêu điều, thì chúng ta phải chọn là C, có 4 điều, quy định từ 16 đến 19. Thì câu 3 là C. Tiếp theo câu hỏi số 4, người ta hỏi về chương 2 thì có bao nhiêu điều, tổng cả chương 2 cũng. Thì chúng ta nhớ là từ điều 11 đến điều 19 thì có 9 điều các em nhá. Chúng ta lấy điều cuối trừ điều đầu cộng 1 mới là chính xác. 19 trừ 11 đúng không? Cộng 1 thì mới ra là 9 điều. Thì chúng thấy câu 4 chọn là D. Tiếp theo hỏi số 5, điều 11 quyền về viên chức hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta nhớ gồm mấy khoản hay mấy quyền của viên chức, chúng ta nhớ đều chọn là 7, đúng không ạ? Câu 5 chúng ta chọn là B. Tiếp theo hỏi số 6, hỏi điều 12 quyền viên chức tiền lương, thì chúng ta nhớ gồm mấy khoản, đấy, mấy khoản hay mấy quyền đều giống nhau, thì chúng ta phải chọn là C, là 3 quyền về tiền lương, đúng không ạ? 3 được đấy, chúng ta thấy rất là rõ ở điều 12, đúng không ạ? Được trả lương tương xứng, được hưởng tiền làm thêm giờ đấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Được thưởng đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là câu 6 là chúng ta chọn là C. Tiếp theo câu hỏi số 7, quyền viên chức là nghỉ ngơi gồm mấy khoản, thì chúng ta nhớ chọn là D, 4 khoản tương đương 4 quyền 4 được, đúng không ạ? Được nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng năm đấy, đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Nghỉ việc riêng đấy, rồi chúng ta thấy là được nghỉ gộp, 2 năm nghỉ một lần, nghỉ 3 năm với sự đồng ý người đứng đầu, đúng không? Đấy, với viên chức ở trong bên núi biển đảo sâu vùng xa đấy. Thế còn được tiếp theo, được thứ ba đó là được nghỉ hưởng lương, đúng không? Với viên chức đặc thù. Và được thứ tư nó là được nghỉ không hưởng lương với trường hợp mà lý do chính đáng và sự đồng ý đứng đầu đấy. Thì 4 quyền 4 được 4 khoản, câu 7 là D. Tiếp theo hỏi số 8, điều 14 về quyền hoạt động kinh doanh, thì thấy rõ ràng người ta chọn là B, có 3 khoản 3 quyền 3 được, đúng không? Được hoạt động kinh doanh, được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian quy định, rồi được
ký hợp đồng vụ việc, được thứ nữa là gì, chúng thấy được tham gia quản lý điều hành, được không, được, đúng không ạ, thấy được tham gia góp vốn, không tham gia quản lý điều hành, đấy, được tham gia góp vốn, đúng không ạ, thấy thì rõ ràng câu 8 này chúng ta phải chọn là B. Rồi câu hỏi số 9, chúng ta hỏi là quyền khác thể hiện điều bao nhiêu, đối với trước nhớ là chọn A điều 15, thì cái B điều 13 là quyền của viên chức là nghỉ ngơi, cái C điều 14 quyền chức trong hoạt động kinh doanh, và cái D điều 16 là nghĩa vụ chung của viên chức. Thì câu 9 chúng ta chọn là A. Tiếp theo câu hỏi số 10 thì chúng ta thấy người ta hỏi là quyền của viên chức hoạt động kinh doanh là điều bao nhiêu, thì em phải chọn thấy là B điều 14, đúng không ạ, với ba quyền đấy. Rồi câu hỏi số 11 quyền viên chức nghỉ ngơi ở điều bao nhiêu, em nhớ chọn là C điều 13, đúng không ạ. Đó, chúng ta nhớ điều 12 là điền tiền lương, 12 tháng chúng ta nhận tiền lương, nhận lương xong thì chúng ta nghỉ ngơi, thì ở điều 13, 11 là C. Tiếp theo câu hỏi 12 thì nó hỏi quyền về tiền lương đây, thì nhớ là điều 12, thì 12 câu hỏi 12 chúng ta chọn là B điều 12 luôn. Tiếp theo câu hỏi 13 hỏi quyền viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ở điều mấy, thì nhớ là chọn là B điều 11 các em nhá. Câu hỏi 13 các bạn chọn là B. Tiếp theo khoảng 14 quyền của viên chức về tiền lương, thì tôi thấy là đó, được hưởng lương vị trí Việt Nam có được khóa rồi này, được hưởng làm thêm giờ có rồi này, được hưởng tiền thưởng rồi, chúng ta thấy rõ ràng là câu hỏi số 14 này chúng ta chọn là D. Tiếp theo khoảng 15 về quyền nghỉ ngơi, chúng ta thấy từ khóa cái A được nghỉ hàng năm, đúng không, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, rồi nghỉ gộp đấy, rồi thì tôi thấy cho chọn là C các nhá, 15 là C. Tiếp theo khoảng 16 liên quan về quyền nghỉ ngơi tiếp theo, cái liên quan sẽ được nghỉ hưởng việc và hưởng lương ấy, rồi được nghỉ không hưởng lương trường hợp lý do chính đáng, thấy rõ ràng 16 là C. Đấy, câu 15, 16 và đủ 4 quyền của viên chức về tiền lương luôn. Tiếp theo câu hỏi 17, đâu là quyền chức trong hoạt động nghề nghiệp, thấy được pháp luật bảo vệ, được đào tạo bồi dưỡng, được đảm bảo trang thiết bị, thấy đầy đủ hết rồi, 3 trên 7 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp rồi, điều 11 rồi, thì thấy rõ ràng 17 chúng ta chọn là D. Tiếp theo câu hỏi 18 thì có thấy là thêm hai quyền nữa của viên chức hoạt động nghề nghiệp là được cung cấp thông tin này, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn, 18 là C các nhé, 18 là C. Tiếp theo câu hỏi 19 thì chúng ta thấy là hai quyền tiếp theo này được quyền được từ chối, đúng không, hoạt động công việc hưởng quyền khác, như vậy là cho thấy kết hợp ở câu hỏi 17, 18, 19 là đủ 7 quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp quy định điều 11, được, thì 19 là C. Tiếp theo hỏi 20 hỏi đâu là các quyền của viên chức hoạt động kinh doanh đấy, thì ta thấy là kinh doanh của viên chức ở điều 14, 13 quyền hoạt động nghề nghiệp, được ký hợp đồng vụ việc, được góp vốn, tham gia quản lý điều hành, thì thấy 20 này chúng ta chọn là D nhá. Đấy, đấy, em để nhớ từ khóa này rất quan trọng, 20 là D. Tiếp khoảng 21, đâu nội dung quyền khác của viên chức, thấy họ liệt kê đây rồi, khen thưởng đúng không, rồi đấy được ưu đãi về nhà ở này, được trường hợp bị thương hoặc bị chết thì sẽ xem xét chế độ là thương binh liệt sĩ, đúng không, thì thấy 21 là D. Tiếp theo câu hỏi 22, câu hỏi theo mục 2 của đội viên chức 10 thì viên chức có bao thì chúng ta thấy là đúng không ạ, có bao về mục 2 này có bao nhiêu điều ấy, thì nhớ là có 4 điều đúng không ạ, thì chúng ta thấy là từ điều 16 đến 19 ấy. Câu hỏi 23, điều 16 cái bổ sung của viên chức thì gồm mấy khoản, thì chúng ta thấy điều 16 đúng không ạ, có 5 khoản đúng không ạ, tương đương 5 nghĩa vụ của viên chức mà công thức là 3C cùng BT đấy, thì 23 này chúng ta chọn nó thầy là C. Tiếp theo câu hỏi 24, đâu là cái nhiệm vụ chung, thì thấy rồi 3C có đầy đủ đấy rồi, chấp hành đường lối, rồi có nếp sống lành mạnh, có ý thức tổ chức, thì 24 chúng ta chọn là D. Còn 25 thì nó thấy rồi, đâu là nhiệm vụ chung của viên chức, thì BT trên câu 24 là 3C, còn câu 25 là gì, BT bảo vệ bí mật nhà nước, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thì 25 chúng ta chọn là C, cả A và B đều đúng. Tiếp theo câu hỏi 26 là có bao nhiêu nhiệm vụ chung trong hoạt động nghề nghiệp, thì em phải chọn là D là 7, đúng không? À, điều 17 đấy, đúng không? Công thức là 3T cộng 2C cộng PK đấy. Thì nó thấy câu hỏi số 26 là chúng ta phải chọn là D. Câu hỏi 27 thì đâu là các nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta áp dụng công thức đó thôi, đúng không? 3T cộng 2C cộng PK, thì chúng ta thấy là cái A có 1T thì công việc nhiệm vụ rồi. Thứ nữa là gì, B là phối hợp tốt đồng nghiệp rồi, rồi C chấp hành vấn công rồi, thì thấy 27 là D. Tiếp theo hỏi 28 cũng là tương tự, đâu là cái nhiệm vụ của viên chức hoạt động nghề nghiệp, vẫn áp dụng công thức đó thôi, thấy là có T thường xuyên học tập đây rồi, C chịu trách nhiệm rồi, thực hiện các vụ khác đây rồi, thì 28 đã chọn là D, đúng không ạ? Đó, chúng ta đấy là cách để ta nhớ, ta học phải nhớ em nhá. Rồi câu hỏi 28, cư muốn dân thì phải tuân thủ mấy quy định, thấy ở khoản 5 điều 17 chúng ta nhớ là có 4 quy định, công thức là 3C cộng 1K, thì thấy là 28 là chọn là A là 4. Câu hỏi số 29, nghe thấy là khi muốn dân thì kiến chức phải tuân thủ quy định nào, thì thấy là có C rồi, 3C rồi, có thái độ chấp hành, có tinh thần tác, rồi không hách dịch, thì 29 chúng ta chọn là D. Tiếp theo câu hỏi 30,
hỏi về những việc viên chức không nào gồm bao nhiêu việc, nhớ là chọn là C, có 6 việc đúng không ạ? Đấy thì 30 chúng ta chọn là C. 31 thì cụ thể hóa để nhớ 6 việc này thì nhớ từ khóa trốn tránh trách nhiệm này, sử dụng tài sản, phân biệt đối xử thì có thấy rõ ràng 31 là chọn là D. 32 thì chúng ta nhớ tiếp để ba từ khóa còn lại là lợi dụng nghề nghiệp xúc phạm danh dự nhân phẩm và những việc khác thì có thấy 32 chúng ta chọn là D. Được không? Câu hỏi 33 người ta hỏi là điều mấy nói về những việc viên chức nào thì ta phải chọn là B, điều 19 rồi. Vì A điều 16 là nghĩa vụ chung, C điều 18 là nghĩa vụ viên chức quản lý. Còn D là điều 17 là nghĩa vụ chung hoạt động nghề nghiệp. Để hỏi những việc viên chức nào thì chúng ta phải chọn là B, điều 19. Hỏi 34, hỏi điều mấy của đội viên chức nói về nghĩa vụ chức trong hoạt động nghề nghiệp thì chúng ta nhớ chọn là C, điều 17, 34 là C. Tiếp theo hỏi 35, điều mấy của đội viên chức nói về nghĩa vụ chung của viên chức thì chúng ta thấy là chọn là B, điều 16, đúng không ạ? 35 chọn là B. Tiếp theo hỏi 36, không dân thì viên chức của tuân thủ quy định nào thì thấy đâu? Có thái độ, rồi có tinh thần, không hách dịch thì thấy là 36 chọn là D, cả A, B, C đều đúng. Hỏi 37, hỏi viên chức không có quyền nào dưới đây về hoạt động nghề nghiệp. Chúng ta nhớ quyền hoạt động nghề nghiệp là nhớ 7 được đấy, đúng không? A thấy được pháp luật bảo vệ đúng rồi, B được đào tạo bồi dưỡng đúng rồi, C được đảm bảo trang thiết bị đúng rồi. Những cái D ta để ý đúng của nó là được quyền từ chối thực hiện công việc, nhiệm vụ trái quy định pháp luật. Ở đây họ ghi rõ họ thiếu từ quyền từ chối và đọc về nghĩa thì không đúng rồi, đúng không? Được quyền thực hiện công việc trái quy định pháp luật này là sai, đúng không? Đúng của nó phải được quyền từ chối em nhé. Thì 37 là D là như vậy, đúng chưa? 37 là D. Tiếp theo ở 38, đâu là các nghĩa vụ chung của viên chức thì chúng ta nhớ công thức rồi, 3C cộng BT thì em thấy là ở đây chỉ có C về chấp hành đường lối thôi, còn phương án C chấp hành phân công tác và thẩm quyền đó là của liên quan đến nội dung về trong hoạt động nghề nghiệp các em nhé. Đấy, cái B cũng vậy là hoạt động nghề nghiệp, đúng không? Nằm trong thức 3T cộng 2C cộng PK cơ. Thì về nghĩa vụ chung thì thấy C là chỉ có C chấp hành là đúng thôi, đúng không ạ? 38 là A. Tiếp theo ở 39, đâu là nghĩa vụ chức trong hoạt động nghề nghiệp thì với nghề nghiệp chúng ta thấy rồi, chỉ chọn là C, chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Thế còn cái A cái B nó là liên quan đến những việc viên chức không nào, mà điều 19 hoặc 39 chọn là C. Tiếp theo ở 40, đâu là những việc viên chức không nào thì chúng ta thấy là chỉ chọn B thôi, xúc phạm danh dự nhân phẩm là từ khóa. Thế còn cái A này không hách dịch cử quyền này nó nằm ở khoản 5 đúng không, của điều 17 cơ, về những nghĩa vụ của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Tương tự cái C là cũng là của trong điều 17 của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Để hỏi với khu Nam thì thấy cho chọn là B thôi, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Đấy, các em nhớ từ khóa rất dễ chọn luôn, đúng không? 40 chọn là B. Tiếp theo là 41, đâu là các quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp của viên chức thì chúng ta thấy rồi. Ta phải chọn là A, được pháp luật bảo vệ đấy. Nó là một trong 7 quyền nó pháp luật bảo vệ. Thế còn cái B hoạt động nghề nghiệp này chúng ta thấy nó là quyền của viên chức hoạt động kinh doanh cơ mà, ngoài thời gian. Rồi cái C được hưởng tiền thưởng đấy là về quyền tiền lương. Ở điều 13, đây hỏi về quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp thì nhớ về chọn là A, em nhé, được pháp luật bảo vệ. Thì 41 là A. Câu hỏi 42, hỏi có bao nhiêu nghĩa vụ viên chức quản lý? Hỏi chung rộng như này thấy rồi, không có ngoài điều 16, 17 thì chúng ta phải chọn là D, được là 17 nghĩa vụ, em nhé, cả điều 16, 17. Thì chúng ta thấy là 42 là D. 43, đây hoặc ngoài việc thực hiện quy định 16, 17 thì viên chức quản lý có thêm mấy nghĩa vụ thì chúng ta phải chọn là C là 5, em nhé. 43 là C. Tiếp theo là 44, đấy để chúng ta làm rõ về các việc viên chức không làm thôi. Chúng ta nhớ công thức 5 nghĩa vụ quản lý, công thức là 2C cộng 2T cộng 1X ấy. 2C, C chính là C tổ chỉ đạo và tổ chức, C thứ hai chịu trách nhiệm hoặc liên đới, đúng không? Và T chính là thực hiện dân chủ, thực hiện đoàn kết, và T nữa là tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng đấy. Thì thấy câu hỏi 44 này nó có 2C và 1T rồi, đúng rồi, thì 44 là D. 45 thì chúng ta thấy tương tự hỏi như vậy về viên chức, những viên chức quản lý thì đấy có công thức là xây dựng, nghĩa là X ấy, xây dựng và phát triển nguồn lực, rồi tổ chức biện pháp phòng chống tham nhũng. Thì 45 chúng ta chọn là C các nhá. Đấy thì kết hợp câu 44 câu 45 thì chúng ta nhớ được 5 nghĩa vụ của viên chức quản lý. Câu hỏi 46 rồi, điều mấy của luật viên chức nói về nghĩa vụ viên chức quản lý thì em phải chọn là D, điều 18 các em nhá. Còn câu hỏi 47 thì đâu là nghĩa vụ viên chức quản lý thì chúng ta thấy rồi, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ tổ chức đấy, 2C cộng 2T cộng 1X thì chúng ta thấy rõ ràng thì với cái này thì chúng ta phải đối chiếu đúng không, về nghĩa vụ của viên chức quản lý đúng không, thì chúng ta thấy là thực hiện công việc nhiệm vụ đảm bảo về thời gian chất lượng đúng không, là không đúng rồi. Rồi có ý thức kỷ luật trong cái C này, trong hoạt động nghề nghiệp hướng quy định nội quy kinh tế trong đơn lập cũng không đúng rồi, và cái D thực hiện nhiệm vụ khác. Thì chúng ta thấy rõ ràng về viên chức quản lý ở đây thì chúng ta thấy chỉ có B thôi là chính xác đúng không ạ.
về tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đấy, thì đúng không? Thì anh thấy nó là chính là hai nằm trong 2T trong đó. Tôi thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng em nhá, thì thấy là 47 em phải chọn cho thầy là B là như vậy, được chưa? Như vậy là vừa rồi thầy đã giải đáp bộ đề của chương 1 chương 2 từ điều 1 đến điều 19 cho các em. Vì buổi học trước chúng ta đã học chọn bộ từ khóa của chương 1 chương 2 từ điều 1 đến điều 19, thì cách thức chúng ta học sẽ học từ khóa xong của các chương này chúng ta sẽ thực hành luôn bài tập. Bộ đề thì thầy đã gửi đến cho chúng ta, thì các em in ra làm và đối chiếu. Còn trường hợp các em chưa kịp in thì các em nghe đi nghe lại video này, các em đối chiếu và nghe các cách giải thích của thầy nhé. Thì học khi online rất là thuận tiện, người ta học đi được nghe đi nghe lại nhiều lần, bạn nào chưa rõ thì ra tua lại các em nhé, học đi học lại, làm đi làm lại nhiều lần thì mới hiệu quả. Thì đó là cách thức để giúp các em dễ dàng nhớ, ngấm thấm các nội dung của từ khóa của từng văn bản pháp luật và bộ đề. Thì hy vọng các em vận dụng nhuần nhuyễn cách thức đó các em nhé. Thì thầy xin phép kết thúc buổi học tối nay ở đây và hẹn gặp lại các em vào buổi học tới theo lịch mà thầy đã đăng lên lớp chúng ta. Cảm ơn các em rất nhiều và xin chào tất cả các em.